Ngọc Dung và Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Trung Quốc góp thêm 30 triệu US dollar cho WHO. Trung Quốc quyết định góp thêm 30 triệu US dollar tiền mặt cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhằm hỗ trợ nỗ lực chống COVID-19 toàn cầu, đặc biệt là cải thiện hệ thống y tế tại những nước đang phát triển. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh viết trên mạng xã hội Twitter hôm nay. Động thái này của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Tổng giám đốc Hu Tedros Anan Ghebreyesus hôm 22 tháng 4 bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục cấp ngân sách cho cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc này. Tổng thống Donald Trump hôm 14 tháng 4 thông báo đình chỉ tài trợ cho Hu vì ông cho rằng Hu đã thất bại trong việc thực thi nhiệm vụ cơ bản của mình và còn quảng bá cho thông tin giả dối của chính quyền Trung Quốc về dịch viêm phổi Vũ Hán. Thêm một bang ở Mỹ kiện Bắc Kinh vì COVID-19. Tờ The Hill đưa tin bang Mississippi của Mỹ đã thông báo kế hoạch kiện Bắc Kinh về những thiệt hại do COVID-19 gây ra trong một thông cáo phát đi ngày 22 tháng 4 để thông báo về kế hoạch kiện Trung Quốc. Tổng trưởng lý bang Mississippi Lynch Fitch cho biết, quá nhiều người Mississippi đang phải hứng chịu hậu quả do sự che đậy của Trung Quốc. Không thể để họ hành động mà không bị trừng phạt. Người Mississippi xứng đáng được hưởng sự công bằng và tôi sẽ tìm kiếm điều đó tại tòa án. Bà Fitch cho biết. Mississippi là bang thứ hai tại Mỹ lên kế hoạch kiện Trung Quốc vì dịch COVID-19. Trước đó, ông Eric Smith, tổng trưởng lý bang Missouri hôm 21 tây tháng 4, đệ đơn kiện chính phủ và một số cơ quan Trung Quốc vì hành động che giấu thông tin dẫn đến đại dịch COVID-19 khiến thế giới thiệt hại hàng nghìn tỷ US dollars. Tây Ban Nha đòi lại tiền mua kích xét nghiệm Trung Quốc. Báo El Pais của Tây Ban Nha dẫn thông tin từ Bộ Y tế nước này cho biết Madrid đã khởi động việc đòi lại khoản tiền đặt mua 640.000 bộ xét nghiệm COVID-19 từ công ty Trung Quốc BioEasy vì sản phẩm có chất lượng kém dù đã được gửi đi gửi lại hai lần. Hồi tháng 3, Tây Ban Nha thông báo lô hàng kit xét nghiệm nhanh của BioEasy không cho tỷ lệ chính xác là 80% như quảng cáo mà chỉ là 30%. Sau khi phía Tây Ban Nha phản hồi, BioEasy đã gửi lô hàng khác thay thế nhưng chúng vẫn không đạt tiêu chuẩn. Vì vậy, chính quyền Tây Ban Nha đã quyết định hủy toàn bộ đơn đặt hàng theo El Pace. Madrid đặt lô xét nghiệm này thông qua một nhà phân phối trung gian ở Tây Ban Nha. Bộ Y tế nước này cho biết quá trình thu hồi tiền đã trả, đã được tiến hành nhưng không công bố giá trị của đơn hàng, cũng như tên của bên trung gian nhập hàng từ BioEasy. Thêm 7 con vật ở sở thú Bronze dương tính với NCOV, theo ABC7 New York. Vài tuần sau khi con hổ Nadia 4 tuổi tại sở thú Bronx, New York Mỹ nhiễm COVID-19, phía vườn thú đã thông báo rằng có thêm 4 con hổ và 3 con sư tử cũng dương tính với virus corona. Phía vườn thú cho biết 3 con hổ khác ở khu vực núi hổ và 3 con sư tử châu Phi có biểu hiện ho cũng dương tính với COVID-19. Một con hổ khác không ho nhưng đã nhiễm bệnh cả 8 con vật đều có sức khỏe tốt và vẫn hoạt động bình thường và ăn uống tốt. Mỹ yêu cầu Trung Quốc công bố dữ liệu về các mẫu COVID-19 thời đầu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ Tư cho biết Bắc Kinh đã phá hủy các mẫu virus Vũ Hán mà giới y tế Trung Quốc đã thu nhập trong giai đoạn đầu của dịch COVID-19. Ông kêu gọi chính quyền Trung Quốc chia sẻ thêm dữ liệu để giúp các cơ quan y tế, những quốc gia khác hiểu rõ hơn về mầm bệnh gây ra đại dịch toàn cầu, theo SCMP. Chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không báo cáo sự bùng phát của NCOV một cách kịp thời cho Tổ chức Y tế Thế giới. Ông Pompeo nói trong một cuộc họp báo ngắn tại Washington ngay cả sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo cho Hu về dịch bệnh. Lực lượng cầm quyền ở Trung Quốc đã không chia sẻ tất cả thông tin mà họ có. Thay vào đó, họ che đậy sự nguy hiểm của căn bệnh này. Ông Pompeo nói tiếp, họ cũng đã không báo cáo về khả năng lây truyền từ người sang người của NCOV trong một tháng cho đến khi nó lây lan ra khắp các tỉnh của Trung Quốc họ kiểm duyệt những người đã cố gắng cảnh báo thế giới về sự xuất hiện của NCOV nhằm ngăn chặn giới y tế xét nghiệm các mẫu virus corona mới và họ đã phá hủy các mẫu hiện hiện có. Mỹ tăng cường xét nghiệm NCOV để mở cửa trở lại đất nước. Hiệp hội Công nghệ Y tế Tiên Tiến, Advamed, Hoa Kỳ, một hiệp hội thương mại có trụ sở tại Washington, đại diện cho hơn 400 công ty cung cấp thiết bị y tế, đã đặt mục tiêu nâng số xét nghiệm virus Vũ Hán tại Mỹ lên 25 triệu vào cuối tháng này, SCMP đưa tin. Chúng tôi hiểu rằng, thời điểm bắt đầu khôi phục nền kinh tế phụ thuộc vào năng lực xét nghiệm virus Vũ Hán, ông Scott Whitaker, giám đốc điều hành của AdvaMed, nói nếu có yêu cầu nâng số xét nghiệm lên 200.000, hoặc 300.000 người mỗi ngày, chúng tôi sẽ nỗ lực đáp ứng. Hiện Hoa Kỳ đang làm khoảng 150.000 xét nghiệm virus Vũ Hán mỗi ngày và đã có 4.466.771 người Mỹ đã được làm xét nghiệm. Hầu hết các chuyên gia y tế Mỹ cho rằng tốc độ làm xét nghiệm như vậy là chưa đủ nhấn mạnh rằng cách duy nhất để mở cửa lại đất nước và ngăn không cho COVID-19 quay lại là phải tăng cường các xét nghiệm. Tướng Mỹ tin Kim Jong-un vẫn đang nắm quyền ở Triều Tiên. Hôm thứ Tư, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Quân lực Hoa Kỳ, tướng John Hayton, cho rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn đang kiểm soát toàn hoàn toàn lực lượng vũ trang Bắc Hàn. Mặc dù có thông tin nói rằng ông Kim đang mắc mắc trọng bệnh, theo Yonhap. Hart. Ông Hayton cho biết hiện ông không nắm được thông tin về tình hình sức khỏe thực sự của Kim Jong-un, nên tin rằng lãnh đạo Triều Tiên vẫn đang nắm quyền lực. Tổng thống Trump và hàng loạt quan chức chính phủ Mỹ khác cũng cho rằng hiện không có đủ bằng chứng để kết luận ông Kim Jong-un rơi vào trạng thái hôn mê sau phẫu thuật như tin mà CNN đã đưa ra. Hu, đại dịch sẽ còn tiếp tục thời gian dài. Ông Tedro Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Hu hôm thứ Tư, đánh giá rằng dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ còn ở với chúng ta trong một thời gian dài, theo NBC News, lãnh đạo của Hu nhìn nhận, mặc dù việc cách ly đã ngăn chặn thành công sự lây lan của Covid-19 ở một số nơi, nhưng virus vũ hán vẫn cực kỳ nguy hiểm và cảnh báo rằng không nên chủ quan. Thế giới vẫn còn một con đường dài để đi tới đích kiểm soát hoàn toàn đại dịch. Tổng thống Trump ra lệnh bắn các tàu Iran quấy nhiễu tàu Mỹ. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư nói rằng ông đã chỉ thị cho Hải quân Hoa Kỳ bắn vào bất kỳ tàu Iran nào gây rối với tàu Mỹ ở trên biển, Reuters đưa tin. Ông Trump nói về chỉ thị này trên một dòng trạng thái Twitter sau thời điểm Iran tuyên bố rằng họ đã phóng thành công một vệ tinh của quân đội có tên là Noor vào quỹ đạo. Vào tuần trước, 11 tàu của Hải quân lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGCN, đã áp sát các tàu Mỹ ở vùng vịnh. Tàu Iran từng thực hiện những hành động tương tự vào năm 2016 và 2017, và trong một lần như vậy, tàu Mỹ từng bắn đạn để cảnh báo. Thử thuốc ngừa COVID-19 trên người Anh, hãng BBC cho biết những người tình nguyện đầu tiên đã được tiêm thuốc chủng ngừa vaccine COVID-19 do một nhóm các nhà nghiên cứu Đại học Oxford của Anh thử nghiệm. Có tất cả 800 người tình nguyện, phân nửa được tiêm thuốc chủng ngừa COVID-19 đang nghiên cứu, phân nửa kia được tiêm thuốc khác chống bệnh viêm màng não. Những tình nguyện viên này không biết họ được tiêm thuốc gì, chỉ có bác sĩ theo dõi họ mới biết. Bà Sarah Gilbert, giáo sư chuyên về chủng ngừa của Đại học Oxford cho biết nhóm của bà đã nghiên cứu thuốc này suốt 3 tháng nay và bà rất tự tin là nó có hiệu quả. Một điều có thể chớ trêu là nếu thử nghiệm trên người có kết quả tốt, nhưng đồng thời dịch Covid-19 lại giảm mạnh ở Anh thì sẽ không còn dữ liệu để so sánh rộng rãi. Việc thử nghiệm trên người cũng dự định sẽ được thực hiện ở Kenya châu Phi. Mặc dù có những tín hiệu tích cực như vậy, nhưng theo các giới y tế Anh thuốc chủng ngừa này hay thuốc bệnh COVID-19 có thể có vào năm sau 2021. Ông Trump cho rằng tin Kim Jong-un bị bệnh là không chính xác. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Năm ngày 23 tháng 4 rằng ông nghĩ những báo cáo đó là không chính xác theo Reuters ngày 24 tháng 4. Chúng tôi có một mối quan hệ tốt với Triều Tiên Tôi có một mối quan hệ với Kim Jong Un và tôi hy vọng cậu ấy ổn, ông Trump nói. Tờ Daily NK trụ sở Seoul hôm ngày 20 tháng 4 dẫn nguồn tin giấu tên báo cáo rằng Kim Jong Un đã hồi phục sau khi trải qua một thủ thuật tiêm mạch vào ngày 12 tháng 4. Mỹ chỉ trích Trung Quốc tại hội nghị Asian Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong ngày 23 tháng 4 nói với các đối tác Đông Nam Á là Trung Quốc lợi dụng việc thế giới đang bận rộn với đại dịch virus corona để đẩy mạnh những tham vọng lãnh thổ tại Biển Đông. Bắc Kinh đã lợi dụng các nước đang chú trọng đến đại dịch để đơn phương loan báo thành lập những quận mới và các quần đảo và các khu trên biển đánh chìm một tàu đánh cá Việt Nam trước đây trong tháng và lập những trạm nghiên cứu trên đá chữ thập và đá subi. VOA Việt ngữ ngày 24 tháng 4 dẫn lời ông Pompei, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ đưa ra các cáo buộc này trong một hội nghị qua video với các bộ trưởng ngoại giao 10 nước thành hiệp Hội Đông Nam Á. Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan Lần hai trong một tháng, một tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan. Lần thứ hai trong một tháng, quân đội Đài Loan và Mỹ cho biết trong hôm thứ Sáu, theo Router ngày 23 tháng 4, hoạt động này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc gia tăng sau khi một tàu sân bay Trung Quốc mới đây đã đi gần hòn đảo. Trung Quốc xây vận động bóng đá mới, hãng tin AFP cho biết đội bóng mạnh nhất Trung Quốc, Guangzhou Evergrande, Quảng Châu Đại Hàn đã khởi công xây dựng sân vận động mới của họ với nguồn kinh phí trên 12 tỷ nhân dân tệ 1,7 tỷ USD. Sân vận động với sức chứa 100.000 người, việc xây dựng diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa mới nới lỏng các biện pháp siết chặt xã hội từ đại dịch COVID-19. Ấn Độ xu hướng tử vong vì COVID-19 giảm bí ẩn. Virus corona đã lây nhiễm hơn 2,7 triệu người trên toàn cầu, gần 190.000 người ca tử vong, và những tuần gần đây số ca tử vong từ Covid-19 có xu hướng tăng mạnh tại một số quốc gia thì Ấn Độ dường như đang xảy ra điều ngược lại. Thủ phủ Mumbai, hơn khoảng 12 triệu dân sinh sống nhưng chứng kiến số ca tử vong giảm khoảng 21% trong tháng 3 so với cùng tháng trong năm 2019. Dữ liệu của thành phố số người chết giảm 67% ở Ahmedabad, thành phố lớn nhất bang Gujarat một số doanh nghiệp tang lễ và nhà hoa, hỏa, táng báo cáo doanh thu sụt giảm từ loại kinh hình kinh doanh này, đặc biệt là vào tháng 4. Điều đó khiến chúng tôi rất ngạc nhiên. Vào đời dẫn lời, Suji Reddy, giám đốc điều hành công ty dịch vụ lễ tang asTC Funeral cho biết. Mỹ viện trợ lớn cho Greenland Hoa Kỳ đã công bố gói viện trợ kinh tế giá 12 triệu chống một đô cho Greenland vào thứ Năm nhằm tăng cường mối quan hệ với hòn đảo này và thúc đẩy sự hiện diện quân sự lớn hơn của Hoa Kỳ ở Bắc Cực theo Reuters. Cùng ngày, chính quyền Greenland đã bày tỏ sự vui mừng đối với các quyết định trên của Hoa Kỳ. Hòn đảo của Đan Mạch sẽ tiếp cận gói viện trợ của Mỹ để đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và khai thác tài nguyên thiên nhiên, Reuters cho hay. Greenland, mặc dù chỉ có 56.000 dân, nhưng rất giàu tài nguyên và đang ngày trở nên quan trọng đối với quân đội và hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạo của Hoa Kỳ trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang không ngừng tìm cách gây ảnh hưởng thương mại và quân sự thông qua hòn đảo này với Bắc Cực. Châu Phi lo sợ COVID-19 bùng phát, đặt phái viên Liên minh Châu Phi AU Tichan TM hôm thứ Năm đánh giá rằng đại dịch viêm phổi Vũ Hán nếu bùng phát ở châu Phi sẽ là một thảm họa cho châu lục này, Reuters đưa tin. Trong cuộc hội thảo trực tuyết, ông TM cho biết tính bình quân châu Phi chỉ có 1,8 dường bệnh cho 1.000 dân vì thế trường hợp bị COVID-19 tấn công mạnh sẽ không có khả năng chống đỡ. Theo cập nhật của World Meters, Tính tới sáng ngày 24 tháng 4 giờ Việt Nam, châu Phi có 2.948 người nhiễm virus Vũ Hán tăng 1.292, trong đó có 1.290 người tử vong tăng 46 người, 8.450 người hồi phục và 173 người trong tình trạng nguy kịch. Mỹ có thể sẽ không hồi phục tài trợ cho WHO. Trong chương trình của Fox News hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng Tổ chức Y tế Thế giới WHO cần phải được cải tổ mạnh mẽ sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán và cho biết Mỹ có thể sẽ không bao giờ khôi phục tài trợ cho tổ chức này. Theo ông Pompeo, WHO phải thay đổi các cấu trúc để khắc phục các yếu kém của tổ chức này khi được hỏi rằng việc cải tổ tổ chức có bao gồm sự thay đổi người lãnh đạo WHO hay không? Ngoại trưởng à, Mỹ trả lời rằng thậm chí còn cần phải thực hiện hơn thế nữa tổng thống trump và nhiều quan chức trong nội các của ông đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích who về sự yếu kém trong các phản ứng đối với đại dịch viêm phổi vũ hán ám chỉ rằng tổ chức này đã nhận tài trợ của mỹ nhưng lại thiên vị trung quốc tháng ăn chay ramadan vẫn diễn ra giữa đại dịch Ả Rập Xê Út thông báo tháng ăn chay ramadan sẽ được bắt đầu từ thứ sáu ngày 26 tháng 4 trong việc cầu nguyện sẽ không được tiến hành các nhà thờ tại các nhà thờ như mọi khi để tránh lây lan virus Vũ Hán theo AFP. Theo truyền thống, trong tháng ăn chay người hồi sẽ không ăn uống vào ban ngày và sẽ tụ họp các thành viên gia đình vào ban đêm. Vào thời gian này họ cũng thường tập trung số lượng lớn tại các nhà thờ đặc biệt là vào buổi tối. Nhưng do đại dịch tại thời điểm này hầu hết các quốc gia hồi giáo đã đóng cửa nhà thờ và yêu cầu người dân cầu nguyện tại nhà, bên cạnh việc áp đặt lệnh giới nghiêm để hạn chế sự lây lan của loại virus chết người tới từ Trung Quốc. Ả Rập Xê Út hiện là một trong những điểm nóng của đại dịch Covid-19 ở châu Á với 10, 13.930 người nhiễm bệnh, là ổ dịch lớn thứ sáu tại châu lục này. Hiệu ứng domino thêm một thành phố của Thụy Điển cắt đứt quan hệ hữu nghị với địa phương Trung Quốc sau khi hai thành phố Linkoping và Oribor của Thụy Điển gần đây tuyên bố hủy bỏ quan hệ hữu nghị với các thành phố của Trung Quốc. Ngày 22 tháng 4, thành phố lớn thứ hai của Thụy Điển, Gothenburg, cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ giữa hữu nghị với Thượng Hải. Nhật báo Dagens Nyheter của Thụy Điển cho hay, Gothenburg, thành phố lớn thứ hai của Thụy Điển vào ngày 22 tháng 4 đã tuyên bố chấm dứt mối quan hệ hữu nghị kéo dài 34 năm với Thượng Hải. Ông Axel Johnson, Chủ tịch Hội đồng thành phố Gothenburg nói, về cơ bản chúng tôi không có giao lưu nhiều với Thượng Hải, do vậy chúng tôi quyết định không tiếp tục duy trì quan hệ thành phố thân thiện với Thượng Hải nữa tin tặc Việt Nam tấn công Trung Quốc lấy thông tin dịch corona. Công, công ty an ninh mạng FireEyes của Mỹ cho biết nhóm tin tặc APT-32 đã cố xâm nhập email của Bộ Quản lý Khẩn cấp và Chính quyền Vũ Hán Vũ Hán nhằm thu nhập thông tin về dịch bệnh và phản ứng đối phó đại dịch COVID-19. Thu thập thông tin từ email động Công ty an ninh mạng Hoa Kỳ FireEye cho biết hôm thứ tư rằng tin tặc do chính phủ Việt Nam hỗ trợ đã cố đột nhập vào email cá nhân và công vụ của nhân viên Bộ quản lý khẩn cấp Trung Quốc và chính quyền Vũ Hán ngay giữa lúc Bắc Kinh đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh Corona. Mandiant Threat Intelligence tin rằng từ ít nhất là tháng 1 đến tháng 4 năm 2020, nhóm tin tặc APT-32 của Việt Nam đã thực hiện các chiến dịch xâm nhập để thu thập thông tin tình báo về COVID-19. Nhóm tin tặc đã gửi email lừa đảo đến Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc cũng như chính quyền tỉnh Vũ Hán. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận là vào ngày 6 tháng 1 năm 2020, khi APT32 gửi email có đường dẫn theo dõi đến Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc bằng địa chỉ liazangxiang1870 at 163 com với tiêu đề đặt com với tiêu đề báo cáo kết quả quý 1 về hồ sơ dự thầu thiết bị văn phòng Tin tặc sau đó sẽ được thông báo khi nạn nhân mở email ra. Sau đó tin tặc dự định gửi e thêm email có đính kèm tệp chứa virus Metal Jack cho phép họ truy cập bất hợp pháp vào máy tính của nạn nhân. APT32 hay Ocean Lotus lừng danh. Công ty an ninh mạng FireEye đã theo dõi APT32, còn được gọi là Ocean Lotus và Ocean Buffalo kể từ năm 2012, năm 2017. APT32 đã tiến hành một loạt các vụ tấn công mạng ở Mỹ, Đức và có nhiều quốc gia ở châu Á và đã dành ít nhất 3 năm để tấn công chính phủ nước ngoài, nhà báo, nhà bất đồng, chính kiến và các tập đoàn nước ngoài có liên quan đến sản xuất sản phẩm tiêu dùng và lĩnh vực khách sạn ở Việt Nam. Việt Nam không có khả năng dự trữ dầu thô khi giá xuống thấp. Ân xá quốc tế Facebook hãy chấm dứt kiểm duyệt thông tin. Tổ chức ân xá quốc tế hôm nay cho biết Facebook phải lập tức thay đổi quyết định kiểm duyệt các bài đăng được coi là chỉ trích chính phủ ở Việt Nam. Thỏa hiệp với nhà cầm quyền, vào ngày 21 tây tháng 4, Reuters đưa tin Facebook bắt đầu tăng cường kiểm duyệt các bài đăng được cho là chống phá nhà nước do áp lực từ chính quyền Việt Nam. Thỏa hiệp của Facebook với nhà cầm quyền Việt Nam được đưa ra sau khi có thông tin các máy chủ của Facebook ở Việt Nam bị tắt và băng thông bị hạn chế. William Nhi, cố vấn kinh doanh và nhân quyền tại Tổ chức Ân xá Quốc tế, tuyên bố rằng việc Facebook tuân theo yêu cầu kiểm duyệt sâu rộng của Việt Nam là một bước ngọt tàn khốc do sự tự do ngôn luận ở Việt Nam và các quốc gia khác. Ông William Ni nhận định cho dù chẳng có gì lạ với việc cơ quan chức năng của Việt Nam nghiêm liên tục áp tự do ngôn luận, nhưng sự thay đổi chính sách của Facebook khiến chuyện trở nên phức tạp. Việt Nam báo cáo buộc hỗ trợ tấn công mạng Trung Quốc để tìm dữ liệu Covid-19. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 23 tháng 4 lên tiếng bác bỏ báo cáo của công ty an ninh mạng hàng đầu ở Mỹ cho rằng một nhóm tin tặc được chính phủ Việt Nam hậu thuẫn đã cố xâm nhập vào các cơ quan của chính phủ Trung Quốc để tìm kiếm dữ liệu về Covid-19 nhằm ngăn chặn sự bùng phát chủng virus mới này. Đây là những thông tin không có cơ sở. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toản Thắng nói trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 23 tháng 4. Việt Nam nghiêm cấm các hành vi tấn công mạng vào các tổ chức cá nhân dưới bất cứ hình thức nào. Các hành vi tấn công đe dọa an ninh mạng cần bị lên án và trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Ông Thắng nói thêm, trước đó hôm ngày 22 tháng 4, công ty an ninh mạng FireEyes của Mỹ, công nhóm tin tặc APT-32 được xem là do chính phủ Việt Nam hậu thuẫn đã nhắm mục tiêu vào chính phủ Trung Quốc để thu thập thông tin về cách Bắc Kinh xử lý dịch COVID-19. Theo FireEyes, các cuộc tấn công mạng của nhóm tin tặc Việt Nam và Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc cũng như các quan chức chính quyền ở Vũ Hán, nơi xuất phát đại dịch COVID-19, xảy ra từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2020. Tình trạng mất niềm tin được cho là sẽ thúc đẩy các quốc gia tin tưởng vào các nhóm tin tặc hơn là hợp pháp với các quốc gia khác. Cuộc khủng hoảng Covid-19 đặt ra mối lo ngại hiện hữu lớn đối với các chính phủ và bầu không khí thiếu tin tưởng hiện nay đang khuếch đại tình trạng bất ổn khuyến khích việc thu thập thông tin tình báo tương tự như quy mô đối đầu xung đột vũ trang. Nhóm nghiên cứu Fire đưa ra kết luận trong báo cáo. Nhóm nghiên cứu Mỹ cũng cảnh báo về nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công mạng với mục tiêu gián điệp trong cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19, đặc biệt nhắm vào các cơ quan chính phủ trên toàn cầu. Hôm 22 tháng 4. Google cho biết các gián điệp mạng được chính phủ nước ngoài hậu thuẫn đang sử dụng các bữa ăn miễn phí để lừa nhân viên chính phủ Hoa Kỳ tiết lộ thông tin đăng nhập vào các trang mạng của chính phủ Mỹ. Nhà báo Nga chỉ trích Tổng thống biên tập ủng hộ Putin. Các nhà báo tại tờ Vido Mosi trong những hãng tin lớn của ở Nga hôm thứ Năm đã cáo buộc tổng biên tập của họ tuân theo sự kiểm duyệt, ủng hộ quan điểm truyền thống của chính phủ Putin và đề nghị ban giám đốc tòa sản phải thay đổi người này, theo Reuters trong một bài viết đăng trên trang web của tờ báo các nhà báo phan nàn rằng tổng biên tập Itre Shavrov đã không cho đăng tải các kết quả của cuộc thăm dò ý kiến của người dân của một tổ chức nghiên cứu vì nó có thể gây khó chịu cho Kremlin. Trong ngày trước đó, nhà báo Kensia Boleskaya của Vidomosti đã công khai chỉ trích ông Savrov vì cấm đưa tin kế hoạch thay đổi hiến pháp của Tổng thống Putin, kế hoạch mà nhiều người cho rằng nó có thể giúp ông Putin tiếp tục nắm quyền lực tới năm 2036. Dịch corona Trung Quốc tung tin thất thiệt tại Mỹ. Các cơ quan tình báo Mỹ kết luận là các hoạt động Trung Quốc loan tin thất thiệt nói rằng chính quyền ông Trump có kế hoạch đóng cửa toàn quốc để chống virus corona bùng phát theo New York Times. Báo này cho biết những tin tức này xuất hiện đầu tiên trong tháng trên những diện điện thoại di động, các phương tiện truyền thông xã hội khác nói rằng tổng thống Donald Trump sẽ ra lệnh phong tỏa ngay khi binh sĩ có mặt để ngăn chặn ngừa hôi và quấy rối. Tin tức này được loan truyền rộng rãi trong hai ngày trên Hội đồng An ninh Quốc gia phải đưa ra một tuyên bố mới trên Twitter nói rằng tin này là tin giả. Tờ báo căn cứ các câu chuyện của họ vào tin tức của 6 viên chức Mỹ tại 6 cơ quan khác nhau. Những người này cho biết tin điều kiện ẩn danh. Trong hai số viên chức này, họ tin những tin tức này không do các hoạt động Trung Quốc dựng nên, nhưng thổi phồng những tin hiện có. Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi những cuộc cáo buộc này là vô lý không đáng để phản bác. Tranh cãi về COVID-19, Nga khẳng định không hỗ trợ Mỹ điều tra nguồn gốc virus corona. Nga quyết định không tham gia cuộc tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc về nguồn gốc của virus corona và nói không thể hỗ trợ điều tra của Mỹ. Theo CNBC mới đây, cộng đồng tình báo Mỹ cho biết sẽ kiểm tra về khả năng liệu có phải virus corona rò rỉ từ phòng thí nghiệm vũ hán trung quốc hay không thì ông dmitry peskov phát viên của tổng thống nga vladimir putin mới đây đã trả lời về vấn đề này khi được hỏi về liệu ông putin có nói về việc điều tra với ông trump hay không ông peskov nói việc này chưa bao giờ được hai tổng thống đề cập chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể hỗ trợ điều tra nguồn gốc virus chúng tôi không cho rằng điều tra và đổ lỗi cho bất cứ quốc gia nào trên thế giới về virus hay này mà không có bằng chứng cụ thể để làm nên à, điều nằm nên. Có thể thấy Nga đã cố gắng giữ vị trí trung lập trong những tranh cãi xoay quanh mối quan hệ Mỹ-Trung giữa đại dịch COVID-19 trước khi dịch bệnh bùng phát Washington-Bắc Kinh đã trải qua khoảng thời gian gay gắt vì các động thái chiến tranh thương mại. Dự luật mới ngăn Trung Quốc thâu tóm các công ty Mỹ trong bối cảnh đại dịch. Dân biểu Mark Green có kế hoạch đưa ra một dự luật mới nhằm ngăn chặn Trung Quốc thâu tóm các công ty quan trọng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Cụ thể, ông đang tìm cách bảo vệ các doanh nghiệp vốn là nơi cung cấp thiết bị hệ thống cho công nghệ quân đội Hoa Kỳ khỏi việc Trung Quốc mua lại. Trong một tuyên bố ngày 22 tháng 4, ông Green cho biết Trung Quốc đang tìm cách tận dụng cuộc khủng hoảng virus corona và nút chững các công ty vốn có nghĩa sống còn đối với các quốc phòng của chúng ta nhưng trong những công ty này đang gặp khó khăn về kinh tế và tìm kiếm vốn chúng ta không thể để điều đó xảy ra được nhà lập pháp này đã không chỉ ra cụ thể loại hình doanh nghiệp nào mà chính quyền trung quốc đang để mắt tới nhưng cho biết hoa kỳ sẽ dễ suy yếu khi bị tấn công và gặp bất lợi so với trung quốc nếu chuỗi cung ứng của hoa kỳ không được bảo đảm vũ tuấn và ngọc dung xin kính chào tạm biệt quý vị xin hẹn quý khán giả vào tuần sau